Cái video này nó tổng cộng là 2 tiếng đồng hồ nha. Mình sẽ làm ra 4 phần, 1 phần 2, phần 3, phần 4. Phần 4 là cái phần kết luận của cái video thì nó rất là quan trọng. Tóm lược trong 4 cái video này, cái chương trình này. Và những cái lời của cái đương sự mà những lời nói của đương sự, quý anh chị em nào mà muốn coi cho bấm vô cái link mình để ở dưới cái description đó. Là cái link đó đó thì nó sẽ có cái lời nói và cái hình ảnh của đương sự. Tuy nhiên mình chỉ có ý kiến là phản biện lại, mình dùng những cái lời nói. Quý vị càng nhân danh lá cờ, quý vị càng muốn lá cờ nó có giá trị, quý vị phải có trách nhiệm, phải bảo vệ lá cờ. Quý vị đừng bao giờ đưa ra như một đứa con hoang để mà thằng Nguyễn Vũ, con bé Tý, thằng Vũ Luân nó không tôn trọng trọng lá cờ vàng. Bullshit tụi bay. Mẹ tụi bay càng ngày quay quắt đi dạy lá cờ vàng. Mẹ tụi bay đem ra hù dọa 20 năm nay. What the fuck cái thằng điếu cày hả? Từ ở ngoài Bắc Việt Nam đi bộ đội đi qua tới phi trường EW tụi đây đem trồng lá cờ lên cổ nó. Thằng Vi Căng là cái đéo gì? Tụi bay đi trồng lá cờ lên cổ nó. Tụi bay làm cái chuyện so stupid. Mẹ tụi bay đi hù dọa người ta, không ai dám lên tiếng hết. Phải nghe tụi bay. Bullshit. Tụi bay là ai? Hello, mình chào tất cả quý vị anh chị em đã vào diễn đàn hôm nay. Hôm nay là ngày 6 tháng 6 2020, 2 giờ trưa giờ California. Hôm nay mình sẽ nói về đề tài thay gọi này thì bây giờ đã có một cái tên gọi là ngụy biện hoang tưởng. Cái chủ trương của hắn á, là nó đã phá cờ vàng của chúng ta, cờ vàng ba sọc đỏ đó của chúng ta, và nó tưởng tượng nó là một ông vua của vũ trụ, và nó dùng những cái thuyết hoang tưởng, và nó có một cái mối làm ăn ở bên Việt Nam, tại vì nó có bán cái sản phẩm của nó có nơi văn phòng ở bên Việt Nam. Thì vì mình nghĩ là vì có cái vấn đề làm ăn liên kết ở trong nước Việt Nam, thành ra nó phải có một cái trách nhiệm để mà nó đã phá cờ vàng và nó làm lu mờ cờ vàng, và nó cũng có tổ chức, có một số người cũng đi theo nó. Và sau khi cái ngày 23 tháng 5 vừa qua biểu tình ở Sacramento thì từ ở Nam Cali nó đem lên một đội ngũ của nó rất là hùng hồn, và nó dùng bạo lực để mà nó tấn công cờ vàng, và nó xô cái người cầm cờ vàng xuống dưới đất, và đồng thời và nó đạp lên cái lá cờ của chúng ta nữa. Thì những cái video đó thì tôi không có mặt ở đó để quay ngay cái lúc mà tranh cãi, tuy nhiên tôi lúc biểu tình thì có tôi ở đó. Và sau khi mấy ngày sau thì có người cũng đi trong cái cuộc biểu tình từ Nam Cali đó, họ đã quay được cái cảnh là nó đạp cờ vàng và xô cái người đó té xuống. Tuy nhiên cái vụ xô xát đó, cái người trẻ đó là một nạn nhân đó, bây giờ là đang thụ lý hồ sơ để kiện cái người hai vợ chồng của cái người mà xô cái người thanh niên trẻ đó té xuống đó. Vì lý do đó cái video đó tôi vẫn tạm giữ, khi nào luật sư bên văn phòng luật sư có thể là cho phổ biến thì tôi sẽ phổ biến sau. Thì bây giờ cái chủ trương của chúng ta là những người tị nạn đó, tôi không đại diện cho ai cả, và tôi cũng không nằm trong tổ chức nào cả, và tôi cũng không có phải là đệ tử hay là một cái liên đối của một cá nhân nào cả. Đây là tôi là một người thương gia và tôi là một người tị nạn, thì tôi chỉ làm một cái bổn phận trách nhiệm của tôi, cá nhân tôi mà thôi, không có liên hệ với tất cả mọi người khác. Tuy nhiên tôi sanh lên trong miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, và gia đình của chúng tôi cũng có
hai người anh, một người anh ruột, một anh rể hy sinh vào năm 1975, một người đã mất tích đến bây giờ cũng chưa có, và ba tôi là người đã bị cộng sản bắn, tuy nhiên ông còn sống. Và ông ba trước của tôi đó, tức là bà mẹ tôi có ông chồng trước đó, thì ông bị diệt vọng đó, là nó đem đi nó chôn sống, ông chết. Thì khi những ông anh của tôi chết đó, thì phủ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, trưởng thành ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và tôi đi rời khỏi Việt Nam cũng vì cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, nó có tự do dân chủ, và 20 năm miền Nam được sống tự do có dân chủ, thì tôi thấy lá cờ đó là lá cờ của tôi. Tôi chỉ nói cho cá nhân tôi mà thôi, không đại diện cho ai cả. Nhưng những người này họ có cái quyền lựa chọn cờ nào, cờ đỏ, cờ xanh, cờ vàng, cờ tím, cờ trắng gì, đó là quyền của họ. Chúng tôi, chính chúng tôi, cá nhân tôi không phản đối họ. Tuy nhiên họ xúc phạm đến cái lá cờ mà đó là biểu tượng của cá nhân tôi, thì tôi phải lên tiếng vì những hành động họ chống lại cái lá cờ và chà đạp lên lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa ngay lúc biểu tình ở Sắc Nam Minh Tô ngày 23 tháng 5, thì tôi có bằng chứng đó, tôi chỉ lên tiếng mà thôi. Bởi vậy những người này họ sống là có cái sự liên kết của người Việt ở hai ngoại tự do để họ có một cái nguồn sống, và những cái chương trình của họ làm trên YouTube hoặc là radio họ chỉ phát thanh bằng tiếng Việt mà thôi, không có một phần tiếng Anh nào cả. Và cái người này tự xưng là vua, tiếng Anh cũng rất là bập bẹ, thành ra không có một cái chương trình nào mà nói chuyện bằng tiếng Anh cả, chỉ nói tiếng Việt mà thôi. Và người này dùng những cái lời rất là nặng đối với những người, người ta nhìn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là một cái lá cờ biểu tượng cho người ta, nhưng người này rất là mạt sát. Trong đó tôi là người yêu chuộng lá cờ đó, thì tôi là một nạn nhân của những người này. Những người này không dại dột gì để mà làm những cái việc có lợi cho cộng sản, chỉ có bọn cộng sản là nó thù ghét lá cờ vàng ba sọc đỏ từ trong và ngoài nước, và nó muốn làm lu mờ cái lá cờ của chúng ta, từ từ nó sẽ đưa lên cái lá cờ đỏ. Trước tiên họ muốn lá cờ của chúng ta thử lửa thử coi như thế nào để họ triệt hạ cái lá cờ chúng ta trước, nếu chúng ta không phản ứng thì từ từ là họ sẽ có những cái hành động sau cùng. Đó là lối suy nghĩ của tôi, và tôi cũng đã làm là một người tiểu thương từ năm 1981 đến nay trên 40 năm, thì tôi quen rất là nhiều người cũng là tiểu thương, từ gửi tiền về Việt Nam, không phải là bạn thân, tuy nhiên mình cũng là quen biết với nhau mà thôi, gửi tiền về Việt Nam, làm giấy bảo lãnh cho Việt Nam và buôn bán những sản phẩm cho Việt Nam. Thì đây là suy nghĩ của tôi, đã thật sự những người này đã kể lại cho tôi. Thì những người này đều không có thành công cả, vì những cái sự làm ăn của họ gửi tờ về Việt Nam thì phải có cái sự liên kết với lại đảng Cộng sản nó mới cho làm. Buôn bán sản phẩm Việt Nam mở trong phòng Việt Nam phải có giấy phép và có người đại diện, và nó nắm hết tất cả những cái đường đi nước bước hết. Nếu mà không tuân theo cái gì của nó ngầm trong đó thì nó sẽ làm khó dễ, cũng không làm ăn được. Và những người làm giấy bảo lãnh Việt Nam thì cũng phải mở trong phòng ở Việt Nam và có những cái sự liên lạc ở Việt Nam, thì những hồ sơ qua lại nó đều nắm hết. Thì đây là cái suy nghĩ của tôi, có thể đúng hay là sai, có thể đúng với người này nhưng mà sai với người kia. Thì quý vị anh chị em cứ suy nghĩ đi, thì làm sao, tại sao họ phải đã phá cờ vàng của chúng ta? Theo suy nghĩ của tôi, có thể đúng hay là sai, tôi xin nhắc lại, vì một công tác làm ăn quyền lợi của họ để họ cố tình đã phá cờ vàng của chúng ta để lu mờ đi và không còn chính nghĩa nữa đó. Vì lý do đó tôi làm cái video hôm nay, và cái người này đã làm 4 cái video liên tiếp đó, tôi không biết là bao nhiêu cái, tuy nhiên 4 cái video liên tiếp mà tôi chỉ coi những cái phần mà những người kháng chính giả của tôi gửi lại, và họ cho cái lúc đó là 1 phút bao nhiêu, 20 phút 28 mấy giây đó, là phút 55 phút mấy giây, tôi chỉ coi khúc đó và tôi edit lại tóm gọn ở trong cái video này. Tôi sẽ làm một cái link ở dưới cái description đó, thì ví dụ cái vô cái link đó là quý vị sẽ thấy những cái gì mà cái người này nói. Bây giờ tôi xin mở ra từng khúc, và tôi sẽ khi tôi mở từng khúc
thì người đó nói thì tôi sẽ nói lại. À, cái đây là chỉ là lời nói của người đó thôi. Và quý vị muốn coi cái video thì quý vị coi cái video của người đó chứ không phải là của tôi. Mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhân phẩm và giá trị về đạo đức. Đấu tranh. Đấu tranh là nhìn thấy một cái xã hội, một con người thiếu nhận thức, bày đàng, nói cho họ hiểu. Đó là gì? Đấu tranh. Đấu tranh để làm gì? Để chúng ta dựng lên những biểu tượng tốt đẹp chung quanh chúng ta. Để làm gì? Để hướng tới cho cộng đồng, cho dân tộc, họ nhìn vào đó và họ xem như đó là một role model. Đó là gì? Chúng ta truyền bá kể cả vấn đề nền đạo đức của dân tộc, gìn giữ vấn đề đạo đức của dân tộc là đấu tranh. Bọn tôi mới bọn vô đạo đức, gạt gẫm gian tham, đấu tranh. Tell kinh dược là một loại để lọc máu. Và thì cái người đó vừa nói vấn đề về đấu tranh, à, phải cạo, phải là có đạo đức để đấu tranh. Tuy nhiên cái cá nhân này, những cái ngôn ngữ của cái cá nhân này phát ra từ cửa miệng, họ không có cái lời nói về đạo đức cả. Họ nói những cái ngôn ngữ thật là trịch thượng và những cái lời nhục mạ, thì họ gọi đó là đạo đức để đấu tranh. Và họ nói đó là gương mẫu, đó là cái gương mẫu những cái lời nói chính cá nhân này nói ra. Và cá nhân này mình có thể là cái người đầu đàn của những người đi theo họ, thì những người đi theo họ mới có những cái hành động để đi đến Sacramento đạp cờ vàng của chúng ta và chống đối cờ vàng, để dùng bạo lực theo cái lối cộng sản. Chỉ dùng bạo lực, họ không dùng bạo lực trực tiếp, nhưng họ lợi dụng để mà nhờ những cái người Mỹ to con để đàn áp mấy người thanh niên trẻ của chúng ta té xuống. Đó là vấn đề đạo đức của người này nói. Bây giờ mình xin mở tiếp. Đó, máu nó có thể tuần hoàn trong cơ thể quý vị và nó giúp cho câu chuyện đó. Tôi giải thích nghe nó nhẹ nhàng như vậy, chứ bây giờ tôi nói rõ ra nữa mấy thằng cha nó khó chịu, nó bảo rằng à, thì cái người này nói là vừa nói xong cái đó thì người này cũng quảng cáo cái vấn đề cái thuốc dược thảo của người này để mà vấn đề sinh dục. Hắn ta nói thì mình đã hiểu, tất nhiên là hắn ta bán cái thuốc để lọc máu, lọc máu nó sạch thì cái vấn đề sinh dục đó nó mạnh. Tất nhiên là cái vi dương vật á, khi mà lọc máu sạch thì nó cái dương vật nó cứng để làm cái việc đó. Thì người này bán cái thuốc đó. Tuy nhiên mình nói không phải là lọc máu sạch, tôi không phải là bác sĩ. Tuy nhiên tôi sẽ đã làm cái video rồi, tôi sẽ làm cái video kế tiếp để chứng tỏ không phải về vấn đề tình dục mà lọc máu sạch để mà cái dương vật nó lên hoặc là cái tình dục nó kích thích lên. Điều đó người này không biết về tất cả. Người này chỉ là bán thuốc dạo thôi, cũng như là mua của người khác rồi để lên để phổ biến bán lại thôi, chứ người này không có biết về vấn đề mà cái cơ thể con người như thế nào. Thì mình sẽ nói cái đó sau. Đừng có mua thuốc của cái thằng mà thằng Kinh đó, nên mua cho Vũ Thành An đó. Nên mua cho Vũ Thành An đó. Quý vị nghe nó quảng cáo mà. Vì vậy từ nay tôi kêu gọi quý vị đó, đừng nên mua đồ của tôi nữa, đừng nên mua kinh dược của tôi, thử gọi về cho ông Vũ Thành An mua thử là ông Vũ Thành An có cái gì. Nên xài có một thời gian đi rồi hãy trở lại với tôi kêu gọi giùm cho. Không cần cái thằng đó phải kêu gọi là nào là đừng có đến văn phòng bé tí, đừng đến mua hàng của ông Kinh, rồi tụi nó có tiền nó lật đổ lá cờ vàng. Tôi kêu gọi giùm cho ngưng mua của tôi đi. Cái vấn đề mà cái thuốc á có hắn bán đó thì
Ông Vũ Thành An là một cái người, ông làm, ông bán những cái thuốc dược thảo đó, ông không phải là chế ra, ông chỉ là đại lý thôi, và ông bán cái thuốc đó để ông giúp những cái người xa cơ thất thế, những người cần cái sự giúp đỡ. Một cái quỹ từ thiện của ông, cái hội từ thiện của ông thì nó cũng rất có uy tín ở Mỹ này, và ông thường quảng cáo trên những cái đài truyền hình của Việt Nam đó. Và không phải là phổ biến cho ông Vũ Thành An, mà đồng thời trong cái video đó không nói riêng ông Vũ Thành An, và nói có nhiều nơi bán thuốc dược thảo thì nên mua những người đó, đừng có mua thuốc của cái thằng vua này đó, thằng vua không tưởng này, để mà nó có phương tiện để nó sống, chứ nó không có phải là nó có cái khả năng để mà nó tiêu diệt cái hạ cờ vàng của cờ vàng ba sọc đỏ của miền Nam Việt Nam, tại vì nó không có cái khả năng đó, nó chỉ là một cái công cụ để cái quyền lợi của nó làm ăn ở Việt Nam, và nó có văn phòng bán dược thảo bên đó mà thôi. Điều đó nó không có cái xứng đáng để mà nó không có một khả năng mà để mà nó hạ cờ vàng. Tại sao? Cộng sản nó chưa hạ cờ vàng được, cờ đỏ của nó không có xuất hiện ở hải ngoại được, nó chỉ núp ở trong những cái ổ của nó mà thôi. Cờ vàng không có thể hạ được. Cái thằng này nó tự đề cao nó. Nó chỉ ngồi ở trong đó nói thôi, chứ đâu có dám đi ra đường mà nó nói kêu đó. Nó đâu có dám đi ra khỏi cộng đồng để nó nói cái đó. Thằng này nó tự đề cao của nó là thằng không tưởng. Vì tôi làm bất lợi cho nhóm đấu tranh ở đây, và nên mua trong Vũ Thành An, để rồi ông làm lợi cho họ, để họ đấu tranh cho quý vị, để một ngày nào quý vị trở về đất nước sớm hơn. Cái người này á, họ tự đề cao á, tại vì ông Vũ Thành An á, là ông cũng chẳng có cái gì đấu tranh hết, ông cho bán thuốc dược thảo đó để mà ông lấy tiệm gây quỹ, còn số lợi nhuận ông sinh sống thôi. Ông Vũ Thành An ông cũng chẳng có bao giờ đấu tranh cho người Việt hải ngoại mà người Việt trong nước cả. Cái điều đó là vô lý, thằng này nó tự vu khống thôi, chứ thật sự ra ông Vũ Thành An ông không có đấu tranh, ông có tiền ông không có đấu tranh vấn đề dân chủ. Và tôi xin lỗi quý vị, khi tôi ra cái video đó thì có người khán thính giả của tôi nói ông Vũ Thành An ông có cái mối liên hệ làm ăn bán dược thảo ở bên Việt Nam, và tôi chưa có nghe được cái bằng cớ đó, là tôi yêu cầu người đó gửi bằng chứng lại. Nếu mà ông Vũ Thành An ông có những cái văn phòng để mà bán dược thảo ở Việt Nam thì tôi cũng phản đối giống như cái người này mà thôi. Tại vì đó là ông có buôn bán bên đó hay không tôi chưa biết, tôi chỉ nghe thôi, nhưng mà những lời tôi nói phải có bằng chứng. Giống như người này là có trực tiếp ở Việt Nam đại diện để bán thuốc dược thảo cho cái người này, thành ra tôi mới lên tiếng. Bán cái dược thảo thì đó là chuyện nhỏ, tuy nhiên cái người này tại sao phải chống đối cờ vàng, và những người đi theo người này phải tại sao phải kéo một lực lượng lên Sacramento để chống đối cờ vàng, đó là một cái câu hỏi của tôi. Còn Vũ Thành An ổng không có những cái hành động đó, tuy nhiên nếu mà ổng làm ăn bên Việt Nam thì tôi cũng không bao giờ ủng hộ cả. Nhưng Vũ Thành An chưa bao giờ ổng sai người hoặc là cái phe nhóm của ổng để mà chống cờ vàng, đó là hai cái lập luận khác nhau. Người này có một cái tư tưởng không tưởng và chuyên môn chụp mũ hoang tưởng, và cứ chụp mũ cho người này, chụp mũ cho người kia. Và cái này mấy ngày đấy, có người gửi cho tôi một cái video clip và cho rằng có một thằng cha đó, nó kêu gọi là đừng mua hàng của tôi nữa, mà nên tập trung mua những sản phẩm của ông nhạc sĩ Vũ Thành An đó. Ha? Và lý do đừng mua hàng của tôi và đừng có đến cái dịch vụ của bé Tí, ha? Cũng như đừng đến cái dịch vụ của Vũ Luân đó, để làm gì? Cái người này họ cá nhân, mà tôi coi đó là nhóm của họ, sống theo cái lối của cộng sản, chỉ vu khống. Tôi chỉ nói chỉ có hai người thôi, còn người thứ ba đó, người thanh niên đó, tôi không bao giờ nhắc tới, và tôi không biết cái người thứ ba đó là làm cái dịch vụ sản phẩm gì. Tuy nhiên bây giờ thì mình thấy là cái người này là ngồi ở trong ông mày gọi là tự xưng là vua đó,
là mình biết cái người này mà thôi. Ngoài ra mình không có kêu tẩy chay cái người thanh niên này. Tại vì lý do những người này, lý do tẩy chay là sao? Đó là khả năng duy nhất của chúng ta có thể làm được ở đây, hợp pháp theo cái luật của Hoa Kỳ. Tại vì họ cơ sở kinh doanh mà họ chống cờ vàng, thì mình chỉ kêu gọi những người mà nghĩ cái cờ vàng đó là đại diện cho cá nhân họ thì đừng có mua sản phẩm những người này. Còn những người nào không ủng hộ cờ vàng, theo cờ đỏ, cờ xanh, cờ trắng gì đó thì đi theo, cứ mua thì cứ mua. Đó là quyền của cá nhân tôi có thể làm được, và tôi có thể kêu gọi những người mà nghĩ cái lá cờ vàng là chính nghĩa, đại diện cho cá nhân họ, thì họ tẩy chay người này. Và những cái chương trình của người này á cũng đừng nên vô coi để ủng hộ họ, nếu mà coi thì coi sơ thôi và đi ra. Là tôi kêu gọi như vậy, đó là cách tính cách hữu hiệu nhất để đụng vô cái nồi cơm của họ. Khi mà họ đã mất cái quyền lợi về vật chất thì họ mới có cái phản ứng. Thí dụ tôi làm cái video đụng chạm tới cái quyền lợi của họ thì họ mới làm 4 cái video liên tiếp để mà đánh phá lại. Đó là cái hiệu quả, đó là sự thành công. Để cho tôi không có tiền, để cho tôi không lật đổ lá cờ vàng, không lật đổ lá cờ vàng được. Còn nếu quý vị mua hàng của tôi một vài tí đó, thì khi mà chúng tôi có tiền, chúng tôi xin lật đổ cái đế chế lá cờ vàng. Cái người này khoan tưởng dù cộng sản nó có hàng tỷ đô la và nó có trên 5 triệu đảng viên chính thức hiện nay, nó cũng không có thể lật đổ được lá cờ vàng. Cái người này là làm cái quái gì? Cái người này không có ra gì cả. Ở Nam Cali thì bị đồng bào ở dưới đó người ta xua đuổi để bỏ chạy qua Houston. Houston sống không được mới chạy lên cái vùng Virginia, Washington DC ở bên đó. Cái người này đã bị tẩy chay, nó không có cái giá trị gì để mà lật đổ đế chế cờ vàng. Thứ nhất là cờ vàng không có đế chế. Cờ vàng là một chế độ tự do dân chủ do người dân bầu lên, để những người đó làm việc cho người dân và chống lại chế độ cộng sản. Người dân lựa chọn có thể bầu lên và hạ xuống, không phải là đế chế. Đế chế là một chế độ độc tài, có thể gọi là chế độ cộng sản hoặc là chế độ quân chủ, ngày xưa gọi là đế chế. Người này hoang tưởng, ngôn từ Việt Nam cũng không biết nữa, mà nghĩ là mình là một lý triết gia số 1 và tự xưng vua của vũ trụ. Lát nữa tôi phát lại cho bạn nghe. Mặc dù đó, tôi muốn nhắc tên thằng này, và tôi sẽ nói ra những cái ngu truyền kiếp của nó. Cái ngu truyền kiếp của nó, thứ nhất, khi mà lên nó dùng một vấn đề phản đối mà nó để cái logo của nó là gì, nó kêu gọi người ta, nó làm về nghề địa ốc, cái thứ nhất, cái ngu thứ nhất. À, cái người này nói tôi là ngu truyền kiếp, tức là truyền kiếp là nhiều đời trở lại cho đến đời tôi là truyền kiếp là cái ngu. Là tại sao tôi đi làm chính trị để nói phản đối người này, mà tại sao để cho biết tôi là ở đâu và làm ở đâu. Cái ý của nó nói là như vậy. Tôi là một người cá nhân đi tị nạn, thì tôi thấy những người nào mà đá tới cái đá động chà đạp trên lá cờ vàng là tôi phản đối ngay. Còn vấn đề tôi ở đâu, tôi làm gì, thì đó là tôi có ngu thật. Tại vì người ta nói bốn kênh đời có bốn cái ngu, mà có cái ngu thứ năm á, đi làm thương mại, không nên làm chính trị hoặc không nên can thiệp vào tôn giáo, đó là cái ngu. Tuy nhiên mình là người tị nạn, tôi là cá nhân là người tị nạn, thành ra tôi không sợ gì cả. Tôi cho biết tôi là ở đâu và làm gì, tôi không có sợ. Tại vì mình là con người minh bạch, không có núp lùm, không phải ngồi sau màn ảnh hay là một cái màn YouTube gì đó để mà nói, mà không dám xuất đầu lộ diện cho công chúng. Thành ra tôi là cái người thẳng thắn, không có gì hết. Mà nói ngu là phải, tại vì không muốn an phận, để cho nó, để tự động, để mà nó đánh phá những cái lá cờ vàng của chúng ta. Thành ra tôi phải lên tiếng. Ngu hay không thì quý khán thính giả tự biết, chứ cái người mà đặt cho người ta ngu đó thì cái người đó cũng chưa chắc gì không hơn tôi. Ngu không thành vấn đề, tôi đối với tôi không quan trọng. Cái ngu thứ hai đó, cái chuyện mà kinh dược của tôi, thiên dược của tôi và quân dược của tôi hiện nay đó, chưa chắc gì quý vị có tiền mà mua được nữa.
Vậy mà đi. Tên này thật là quách phách lối. Mình là cái người phục vụ cho công chúng, mình bán sản phẩm của mình mà tự cao như vậy, có tiền mà mua không được. Người này đâu phải là thương mại. Cái người này là tự cao tự đại quá. Và có một số người có thể là cuồng với họ, thành họ nó đặt cái vị trí của họ lên cao như vậy. Nếu mà cái thị trường cung và cầu mình không cung đủ thì mình phải làm sao để cung cấp cho những người cần, thì đúng đó là một người làm thương gia để làm về thương mại. Cái người này không biết về làm về thương mại nữa nên mới phát ra cái lời như vậy. Giống như cái video trước mình đã nói, cái người kia là đem khách hàng review xấu, thì cái người này cũng tự đề cao giống là thuốc này là thuốc tiên. Nhưng mà thật sự mà nói, con người thuốc chỉ là dùng tạm thời thôi. Thuốc không phải để chữa trị cho con người. Con người của chúng ta đó mà muốn khỏe mạnh, mà không muốn trẻ, muốn đẹp hay là muốn sống lâu á, là phải tự chúng ta chữa cho chúng ta. Tất cả mọi thứ đều đi vô đường miệng, đường mũi, ăn uống và thở, đó là do nơi chúng ta tự chữa cho chúng ta. Khi chúng ta bệnh thì mới cần đến thuốc. Thuốc chỉ tạm thời để làm cho chúng ta bình phục lại, và sau đó chúng ta sẽ bỏ cái thuốc đi, không nên dùng. Tại vì nó có cái phản ứng phụ, tại vì những cái thuốc chế lại nó có những cái hóa chất, những cái bảo quản, thì nó không có tốt cho cơ thể con người. Kêu gọi đừng mua, nên mua cho ông Vũ Thành An. Như vậy sự ngu xuẩn này là gì? Vô tình. Vô tình là phía sau Vũ Thành An là ai? Là thằng này. À, quý vị đã nghe chưa? Ông Vũ Thành An là một người nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Những bài không tên của ổng từ lâu giờ ổng nổi tiếng. Thì ổng là người có tiếng, tôi là người không có tiếng tăm gì hết. Thì tôi làm sao mà ở phía sau ổng được? Ở phía sau có nghĩa là gì? Phía sau là cái người lãnh đạo hay là người chỉ huy, là phía sau. Thật sự tôi không xứng đáng là đệ tử của ông Vũ Thành An nữa, mà tôi cũng chưa bao giờ gặp ông Vũ Thành An, mà tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với ông Vũ Thành An. Tôi chỉ nghe quảng cáo cái hội từ thiện của ổng bán cái đó giúp cho những người già, người gặp khó khăn ở Việt Nam và những nơi khác trên thế giới nữa. Thì cái hội từ thiện của ổng quý vị thường nghe trong những cái đài phát thanh truyền hình của hải ngoại, của những cái chương trình đó ổng phát thanh rất là nhiều. Thành ra tôi không thể là cái người lãnh đạo hay là người chỉ huy ông Vũ Thành An được. Ổng là cái người rất là có tài năng và ổng có rất là có tiếng tăm, mà tôi chẳng bao giờ quen biết với ổng cả. Cái người này đó có cái tư tưởng với cộng sản chuyên môn là muốn nói ai thì nói, cứ chụp mũ là cứ chụp mũ. Nó quen cái tánh rồi, là những cái ngôn từ của những người này á, của người này rất là hồ đồ, giống như là cộng sản nó sử dụng để mà nó đàn áp, và nó muốn chụp mũ người nào nó chụp mũ. Thì vô tình là gì? Nó sẽ giết chết tên tuổi Vũ Thành An và giết chết sản phẩm của Vũ Thành An. Nếu mà ông không kêu gọi nó shut down cái video clip này, là cả hai thầy trò đều chết chung. Chết chung. Quá ngu. Chẳng thà nó mà kêu gọi đó. Đây là cái ngôn từ của đảng cộng sản. Những người mà có liên hệ với đảng cộng sản, hoặc là cái sự nhồi sọ, cái sự huấn luyện của đảng cộng sản, cái tư tưởng của nó chỉ hăm người này chết, đe dọa người này chết và đe dọa người kia chết. Nếu mà người này không làm cái dự ý nó thì nó sẽ giết cả làng, nó sẽ hại. Đó là cái ngôn ngữ của những kẻ dùng bạo lực của đảng cộng sản. Và người này có một cái tư tưởng nó giống giống như vậy, thành ra mới phát ngôn như những cái vậy. Ở đây là xứ sở tự do, không có ai mà đàn áp ai được. Đó, muốn tranh cãi là mình tranh cãi và cái lý luận hợp pháp. Nếu mà người ta phạm pháp thì mình đi kiện, đi ra tòa để xử, chứ không có cái dùng mà chết cái này chết cái kia cả. Giống như tôi kêu gọi tẩy chay cái sản phẩm của những cái người, không phải riêng về cá nhân này hay là cái nhóm này, tất cả những người nào mà họ chà đạp cờ vàng và chống lại cờ vàng, thì tôi chỉ kêu gọi những cái lời của tôi thôi, nhưng vẫn tôn trọng cái quyền tự do của họ. Họ theo cờ nào cũng được, cờ đỏ, cờ xanh, cờ vàng, cờ tím, cờ trắng, vậy đó là quyền của họ. Nhưng mà cá nhân tôi, cờ vàng là một cái lá cờ đại diện cho cá nhân tôi, mà đụng chạm chà đạp hay là chống lại thì tôi sẽ chống lại thôi. Đó là quyền tự do của mỗi người, tôi không đe dọa ai cả. Quý vị đừng có mua của thằng này, đừng mua của con này đó, là vì ví dụ như nó đưa bé tí ra, nó bảo rằng bé tí không có tôn trọng lá cờ vàng này nọ, và mấy thằng này bị bé tí nó chửi như chó, chửi như chó.
Cuối cùng mấy thằng mà có tên có tuổi đó. À, cái người này á chuyên môn là đặt chuyện và vu khống ghép những cái người không có tội gì hết để mà kéo vô. Tôi chưa bao giờ nghe cái người mà nói ra là nêu tên những người đó ra chửi như chó, chưa bao giờ thấy nghe hết, chỉ tránh né cờ vàng thôi. À, và những người đi theo trong cái nhóm đó có xô đẩy cờ vàng, cái người cầm cờ vàng và té xuống một người, còn một người thì cái cờ nó gần rớt ngã xuống đất, nó nghiêng nó ngã xuống thì cái người vợ của cái người Mỹ đó đạp lên lá cờ vàng, đạp đạp nhiều cái đó, chứ không có thấy chửi giống như chó. Cái người này đó họ không có nuôi chó, họ những cái tư tưởng này là họ khinh thường con chó. Tại là cái người này rất là cái kiến thức rất là hạn hẹp. Người này có nên đọc lại cái bài diễn văn ở trước tòa án mà có giá trị trên 1.000 năm, là một ông luật sư đó, ông bênh vực cho một con chó. Một con chó là con vật rất là trung thành. Con chó là con vật nó tốt hơn loài người rất là nhiều. Tự cho mình chửi giống như chó để đặt ra để vu khống người kia chửi. Tôi chưa nghe chữ, nếu mà tôi nghe chữ tôi sẽ lên tiếng. Tự bịa đặt ra. Đây là bịa đặt thứ hai, tức là cái người mà làm cùng chương trình với người này là người nam đó. Là tôi không có nói sản phẩm gì để chạy người này, tôi không bao giờ nói tên người này hết, và tôi không nhắc tới, tự ghép cái người đó vô và nói cái người nhỏ này đó, là chửi những cái người mà cầm cờ vàng như chó. Đây là một cái khẩu ngữ thật toàn là vu khống và bịa đặt, giống như cộng sản. Không dám trường bạc ra, ngay cả thằng vượng khỉ đó hả, thì bây giờ nó đưa một thằng rất là ngu. Lát nữa tôi sẽ phát lại cho quý vị nghe. Đó là tình trạng mà vấn nạn của dân Việt bên Mỹ này. Tôi gọi là vấn nạn. Ok, đúng. Cái người này đó là thách thức là những cái người mà có tiếng tăm đó, chứ như người lãnh đạo cộng đồng, hoặc là những nói tóm lại là như vậy, những người lãnh đạo cộng đồng hay là những đại diện cho dân, những người có tiếng tăm đó không dám ra để nói, để đưa cho tôi là cái người ngu nhất đó, để ra nói. Thì ngu hay không thì quý vị khán giả biết đó, quý vị anh chị em biết. Tại vì những cái người kia họ không muốn đụng vô chán sành, không có đụng vô cái chán kiểu, không muốn đụng vô chán sành. Cái người này cái ngôn từ chuyên môn là những dùng những ngôn từ rất là xấu xa, cái ngôn từ gọi là nghĩa là côn đồ, cái ngôn từ gọi là giống như Việt Cộng, vu khống và không có lịch sự để mà nói chuyện hoặc là tranh luận với một cái ngôn ngữ để mà nghe được, chỉ biết chửi rủa. Thành ra người ta không muốn, người ta quá hiền đi, người ta không muốn để đụng vô, tại người ta có cái danh dự, cái vị trí của người ta cao hơn, thành ra người ta không muốn. Còn tôi là những người ngu, những người mà lớp 3 trường làng không có giá trị gì cả thì tôi nói, còn những người mà người ta có giá trị hơn người ta đi nói làm chi, để đưa cho nó. Tôi là cái chén loại là cái chén sành, không phải là chén sành nữa mà chén đất cái gì đó, thì đụng vô tôi là cái chén tầm thường thì tôi chỉ đụng vô cái chén tầm thường thôi. Còn người kia người ta có cái vị trí cao hơn, người ta đâu có nói chuyện. Còn vấn đề là dung nhan nhan sắc thì quá nói về vượng, ông vượng, ông vượng thì ông là 70 mấy 80 tuổi rồi à, thì cái người mà 70 mấy 80 tuổi rồi dĩ nhiên là cái sắc đẹp nó không còn giống tôi trẻ được. Cái diện mạo con người nó không quan trọng, nhưng mà cái phẩm chất của con người nó mà quan trọng, cái lời nói của con người nó mới quan trọng, và cái hành động của con người nó quan trọng. À, thì bây giờ cái người này đó thì mình không phải là mình phê bình về nhan sắc, thì quý vị tự suy nghĩ thì cái người này á, cái dung nhan người này như thế nào. Người này trẻ hơn ông Vượng, nhưng mà mình nhìn thấy cái nhan sắc thì nó cũng không phải là hơn ông Vượng đâu. So với lại cái người 70 mấy 80 tuổi, thành ra cái người này đã cái nhan sắc nó rất là khiêm nhường mà đem cái nhan sắc của người khác ra so. Cái này thật là không tưởng, đó là những cái người đó họ coi cái vật chất hiện tại là quan trọng, họ mới so sánh như vậy. Dù cái người đẹp hoa hậu thế giới khi mà già 70 80 tuổi thì nó không có còn đẹp nữa, và nó sẽ nhăn nheo đi, răng nó sẽ rụng đủ thứ hết, thì nó không có còn cái nhan sắc như ngày xưa. Bởi vậy cái phẩm chất con người tốt hơn là cái bề ngoài. Quý vị càng nhân danh lá cờ, quý vị càng muốn lá cờ nó có giá trị, quý vị phải có trách nhiệm. Chúng tôi, cá nhân tôi không có nhân danh cái lá cờ,
Tôi không có nhân danh ai cả, tôi không đại diện cho ai cả. Cái lá cờ, lá cờ chung, người nào người ta tôn trọng lá cờ đó là cá nhân quyền của người ta. Anh không có thể nào mà anh biểu người ta phải có trách nhiệm này nọ. Chính cá nhân anh có trách nhiệm không, có hiểu không? Anh nên nhớ những cái ngôn ngữ của anh đó, anh là cái người tự không đặt cho mình một cái tên Việt Nam, và cái bản chất không có khả năng, người không có tài và không có đức. Bởi vậy những người đó họ dựa dẫm những cái người quyền lực giàu có thì họ mới ăn cắp cái tên, họ dựa vào những người khác. Thí dụ sau lưng của anh đó, là sau đó là thấy hai cái hình gì chưa, hai cái hình ông Trump và bà vợ của ông. Anh đem lên làm thần tượng, và anh cũng không có phải là người đại diện cho người Việt Nam. Anh để nguyên một cái banner, một cái logo vậy, Vietnamese for Trump. Anh có thể tự anh for Trump được, hoặc là cái nhóm của anh được. Anh không có thể dùng hết tất cả những người Vietnamese mà ủng hộ Trump. Tôi là người cá nhân cũng vẫn ủng hộ Tổng thống Trump, tại vì ổng nhìn đảng Cộng sản tao là kẻ thù, ổng triệt tiêu nó. Đó là cùng cái lý tưởng và ý muốn của tôi. Tôi bầu lá phiếu của ổng, ổng đại diện làm việc cho tôi, chứ không phải là tôi thần tượng ổng. Tôi là người bầu ổng, tức như tôi là chủ của ổng, tôi không phải là nô dân giống như anh thường nghĩ. Anh không có quyền lực gì hết. Anh dựa vào ông Trump trong lúc cộng đồng Việt Nam người ta ủng hộ ông Trump rất là nhiều, tại vì người ta chống cộng. Anh dùng cái hình tượng đó để chi? Anh đã phá cờ vàng. Và bên kế bên anh đó là có một người đó mà cái tạm là cùng làm việc với anh đó, để cái lá cờ Mỹ, nhưng mà anh nói là người có đạo đức. Anh phải dùng cái lời nói nó thật là lịch sự, anh dùng cái lời nói thô tục, và anh để cái logo, cái bảng, cái banner ở trên cái chương trình của anh là Vietnamese for Trump. Anh đã đại diện người Việt Nam, và trước cái hình của ông Trump và bà vợ của ông, mà anh dùng những cái lời nói của anh thật là lố lăng, mất lịch sự, vô học, vô ý thức, và anh tự cho anh là vua của vũ trụ. Phải bảo vệ lá cờ. Quý vị đừng bao giờ đưa ra như một đứa con hoang. Cái vấn đề cái lá cờ đó không phải một cá nhân để bảo vệ. Chúng tôi không có bảo trách nhiệm để bảo vệ. Cá nhân tôi không có bắt trách nhiệm bảo vệ lá cờ gì cả. Nhưng mà những cái hành động của những người nào chà đạp lên lá cờ là tôi chống thôi, chứ tôi không có bảo vệ cái lá cờ đó là gì. Lá cờ đó là trách nhiệm chung. Để cho những thằng chính trị gia nó làm dùng, để cho những kẻ xôi thịt làm dùng, và nó bị làm dùng rất nhiều, và hàng trăm việc hoàn toàn không mang lại một ý nghĩa đích thực. Vấn đề đó, cái lá cờ không có thể là làm dụng được. Lá cờ là biểu tượng của người nào họ thích thì họ cầm, và họ thích mà các người khác chống thì họ có quyền phản bác lại thôi, không có gọi là lợi dụng được. Anh nói cái đó là sai. Đừng có nói với tôi mà thằng Nguyễn Vũ, con bé Tí, thằng Vũ Luân, nó không tôn trọng trọng lá cờ vàng. Bullshit tụi bay. Đó, cái ngôn ngữ của anh á, anh dùng cái ngôn ngữ gọi là bullshit. Đó, cái lời của anh nói đó. Anh nói trước cái hình của tụi tổng thống. Tụi bay những cái làm chung. Anh á, anh nói trước cái lá cờ Mỹ, và trước cái tình tổng thống và đệ nhất phu nhân. Anh dùng cái chữ bullshit trong đó, rồi anh để cái logo Vietnamese for Trump. Đó là điều sỉ nhục cho cái người Việt Nam. Tại vì anh tự đặt, anh là người đại diện cho người Việt Nam, mà anh dùng cái ngôn ngữ đó ở trên cái truyền thông của anh. Anh có số khán giả rất là đông hơn tôi, nhưng mà anh nói những cái lời đó nó thật là đáng khinh bỉ. Vấn đề anh tôn trọng cờ vàng hay không là quyền của anh. Tôi không cần biết anh là người nào, hoặc là bất cứ người nào tôn trọng quyền cờ vàng của anh. Tôn trọng anh treo cờ đỏ, cờ gì cũng là quyền của anh. Nhưng mà những anh chủ trương để mà đã phá lại cái cờ vàng là nó là khác. Cờ vàng bác sụp đó là anh đã phá khác. Và những người cộng sự của anh đã dẫn là một cái phái đoàn hùng hậu để mà lên chống lại cờ vàng và chà đạp cờ vàng. Cái đó là cái ý nghĩa nó khác. Anh chống hay là anh tôn trọng hay là không là nó không có liên hệ gì cả.
Tại sao anh đặt phải là tôn trọng? Tôn trọng không có liên hệ. Đó là quyền của anh tôn trọng, anh tự trong nhà anh chà đạp gì đó là chuyện của anh, tôi không còn biết. Nhưng mà người ta đang cầm cờ vàng của người ta trên tay, mà anh xô những người cộng tác với anh để mà hợp tác, để mà xô té xuống và chà đạp lên nó cờ vàng. Đó là cái sự vi phạm trắng trợn của anh, để dùng bạo lực theo cái lối của cộng sản để mà dùng bạo lực. Tại vì anh không phải là cộng sản, ở đây có súng anh bắn người ta chết, giống cộng sản bắt bỏ tù thành gì đó. Những người cộng tác với anh làm những hành động đó anh phải lên tiếng. Anh không lên tiếng, tiếng anh là đồng lõa, anh là người chỉ huy. Mà tụi bay chưa bao giờ hiểu chữ thiêng liêng là thế nào cả. Đừng có mang danh ra mà giải thích lá cờ vàng của tao nha. Cái vấn đề anh đó không cần phải giải thích. Anh không có nghe người ta giải thích, có nghĩa là người ta giải thích. Tôi không bao giờ giải thích lá cờ vàng cả. Nhưng mà tôi nghĩ anh nói đây là Trần Ngọc Phong. Giải thích lá cờ vàng đó là cho những người trẻ, những người chưa hiểu được lá cờ vàng, người ta chỉ giải thích. Nghe hay không là quyền của những người đó, chứ không phải là để giải thích cho anh nghe. Anh là cái quái gì? Anh không có một cái giá trị gì để mà giải thích cho cá nhân anh hết. Thành ra anh đừng cái đề cao giải thích là 90 triệu đồng bào. Có nhiều người họ không hiểu những cái sự tuyên truyền xuyên tạc láo phép của Đảng Cộng sản, thành ra họ hiểu lầm lá cờ vàng. Họ đặt lá cờ vàng là cái là ba que. Ba que là xỏ lá đó. Nhưng mà anh biết cái từ ba que là ở đâu không? Từ ba que là từ ở miền Bắc. Khi mà thời xưa nó đi cầu, nó không có cái giấy chùi đi cầu hoặc là lá rồi nó không có. Thành nó phải cầm ba cái cây que đó ra, nó quẹt, nó chùi cái phân của nó. Và đồng thời nó rửa cái ba cây que đó, nó cắt. Thì nó dùng cái đó là ba que đó. Mà Cộng sản nó nghĩ là nó đặt là ba que, nhưng mà tự nó chửi nó lại. Tại vì nó khổ quá, nó không có cái đồ chùi đít, thành nó mới dùng cái cây ba que. Ba cây que đó nó chùi qua chùi lại để nó xài. Tụi bay nghĩ tao không hiểu biết về lá cờ vàng. Tụi bay nghĩ rằng tao không cảm nhận được mồ hôi và nước mắt. Tụi bay nghĩ rằng tao không hiểu được ai nằm xuống, ai đem lại một ý nghĩa đích thực để bây giờ tụi bay mua bán. Tụi bay đang lầm. Anh là du khống nữa. Cái giống lá cờ vàng đó không có ai mua bán cả. Nếu mà nói mua bán theo cái nghĩa đen và nghĩa bóng, mua bán thí dụ anh muốn cần cái cờ vàng thì anh phải trả tiền anh mua cờ vàng để mà anh treo ở nhà, cái đó là mua bán sòng phẳng, giống như cờ Mỹ ở bất cứ quốc gia nào nhà bán lá cờ anh muốn thì anh mua về và anh tự treo lên. Còn anh nói mà nghĩa bóng tức như là mua bán cái lá cờ vàng để làm trục lợi cho cá nhân, điều đó ở đây tôi chưa bao giờ thấy. Anh chứng minh đi, anh cũng lại là du khống nữa. Cái lá cờ vàng tại vì có nhiều người Việt Nam ở hải ngoại tị nạn người ta yêu chuộng. Thì những người làm chính trị gia hay bất cứ người nào ta muốn đến cộng đồng thì người ta sẽ đến lá cờ vàng. Lá cờ vàng thì họ nghĩ những người ngoại quốc hay những người muốn làm chính trị, cả người Việt Nam làm dân cử, thì lá cờ vàng là đại diện, cũng là đại, cũng là tiêu biểu cho cái người Việt Nam chống cộng. Thì họ đi đến thì phải có một cái tiêu biểu tượng, đó là biểu tượng cờ vàng. Chứ bây giờ nếu mà những người đó đi tới rồi cái cộng đồng cầm cái lá cờ đỏ sao vàng lên thì cái hậu quả như thế nào? Anh lại du khống người ta để bán lá cờ nghĩa bóng và nghĩa đen, nghĩa bóng. Anh là cái người du khống, cũng giống như cái cộng sản nữa. Anh á không có đủ tư cách là cộng sản đâu, anh chỉ là một cái con gì biết không, con sáng lãi của cộng sản mà thôi. Tại vì á anh là ở đây là bất tài, không có làm gì, anh không đi ra ngoài làm ăn được, thành ra anh có được tiếng nói và anh có được một số khán giả. Và anh dùng những cái thuốc của người nào chế đó, rồi anh về anh vào hộp lại rồi anh bỏ vô thôi. Anh không phải là người sáng chế, anh đâu có bằng sáng chế. Thành ra anh muốn bán cái sản phẩm nhiều 90 triệu ở trong nước, thì những người trong nước đó họ mua thì anh phải làm ăn. Anh làm ăn như bên đó thì theo tôi suy nghĩ, khi mà anh làm ăn bên đó phải có giấy phép, mà giấy phép là cộng sản nó cho. Mà nếu mà anh là dùng cờ vàng đó làm biểu tượng thì tôi thấy cái sự làm ăn rất là khó khăn, anh không có thể thành công được, giống những người tôi đã từng quen biết. Vì họ không chấp nhận những cái điều kiện của cộng sản đưa ra. Tôi không du khống, anh là hợp tác với cộng sản. Tuy nhiên đây là suy nghĩ của tôi, có thể đúng hay sai khác quý vị khán thính giả cứ tự suy nghĩ đi. Cộng sản không bao giờ mà nó dễ dãi để cho một người tị nạn cộng sản trở về Việt Nam và có văn phòng, có cái sự liên hệ để làm ăn, để bán sản phẩm bên Việt Nam mà không có cái sự hợp tác. Mà đến lắm, đừng bao giờ dỡ cái giọng mà dây dỗ lá cờ vàng của tao. Tao nói cho biết.
Vấn đề là gì? Chúng ta có nói hay không? Và nói trong thời điểm nào? Nhưng mà hành động tụi bay rất là trơ trẽn 20 năm qua. Và nó phụ bao nhiêu người đã chết cho lá cờ này. Và đối với tao,